Xin được kính chào quý bà con, quý anh chị các bạn đang nghe xem kênh. Thì sáng hôm nay là thứ hai ngày 31 tháng 7 năm 2023 thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng vào buổi sáng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận cho quý bà con, quý anh chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác anh chị nào có xem kênh có quan tâm đến giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, quý anh chị các bạn, tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận thì trong 1-2 ngày trở lại đây giá đang có chiều hướng đang tăng nhẹ, hy vọng là trong một vài ngày tới thì giá có thể ổn định và có thể tăng mạnh trở lại. Vì hiện nay thì tình hình giá thanh long vẫn còn đang ở mức cũng khá thấp. Long ruột đỏ khu vực miền Tây thì lô 1 dao động từ 18 đến 20, lô 2 dao động từ 14.000 đến 15.000, lô 3 dao động từ 10.000 đến 12.000 đồng một ký. Hàng giá của thanh long ruột đỏ hiện nay ở khu vực miền Tây thì thương lái đang mua hàng giạt chúng dao động từ 3.000 đến 4.000. Tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái. Tiếp theo là thành giá thanh long ruột trắng. Giá thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây. Thanh long ruột trắng ở khu vực miền Tây thì hàng đẹp dao động từ 14.000 đến 16.000. Hàng sàn dao động từ 10.000 đến 12.000, còn hàng thường thì dao động từ 7.000, 8.000, 9.000. Hàng giạc của thanh long ruột trắng hiện nay thì dao động từ 2.000 đến 3.000 đồng một ký, tùy theo từng khu vực. Tiếp theo là thành giá thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận. Thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận thì bò đẹp đang nằm dao động từ 14.000, 15.000, 13, 14, 15, còn hàng sàn dao động từ 11.000, 12.000, 13.000. Hàng giá của thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận thì cũng đang đóng giá đồng từ 2.000 đến 3.000 đồng ký tùy theo từng nơi. Tiếp theo là thành giá thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận. Long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận thì ở 1 giao động từ 14.000 đến 15.000, loại 2 giao động từ 9.000 đến 10.000 đồng ký, còn loại 3 giao động từ 6.000 đến 8.000 tùy theo từng nơi, tùy theo từng khu vực. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc quý bà con, quý anh chị các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin hãy kính chào, hẹn gặp lại tất cả quý bà con, quý anh chị các bạn trong những clip tiếp theo trên kênh.